Thưa quý vị và các bạn, những người thầy khoác trên mình màu xanh của sắc phục đang hàng ngày gieo màu xanh của niềm tin và hy vọng, thắp sáng con đường trở về nẻo thiện của những người trò từng lầm đường lạc lối. Đó là câu chuyện của những người thầy và những người trò đặc biệt trong trại giam. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng tôi xin đề cập đến công việc thầm lặng này của các người thầy đặc biệt tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam. Sinh năm 1990, Thượng úy Trần Hoàng Linh Chi đã có hơn 2 năm gắn bó với công việc quản giáo ở trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam. Tại đây, chị đã tiếp xúc với nhiều phạm nhân nữ ở các lứa tuổi, thành phần và những hoàn cảnh khác nhau. Bằng sự nhẫn nại, chia sẻ, cảm thông, với mỗi trường hợp chị đều có những cách tiếp cận riêng để mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất. Không bản đan phấn tráng, không có giáo án nào cụ thể cho riêng từng phạm nhân, mà số phận của mỗi phạm nhân đó chính là một cái giáo án riêng biệt. Và để có thể hiểu hết được những tâm tư suy nghĩ của họ thì những người thầy, người giáo là phải thể hiện sự nghiêm khắc trong đó. Nhưng đằng sau đó là sự cảm thông, sự chia sẻ, giúp đỡ phạm nhân để họ thấy được ánh sáng, hy vọng để làm lại cuộc sống. Với 4 năm công tác với công việc quản giáo, tại đây để làm tốt công tác giáo dục thì hàng ngày Đại úy Nguyễn Tiến Dũng phải tìm hiểu thật kỹ về từng phạm nhân để hiểu được xem người ta cần cái gì, có khiếm khuyết như thế nào, để từ đó đa dạng các hình thức giáo dục bằng nhiều phương pháp để bù đắp lại cho họ, để đến khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, họ trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Chúng tôi là những người quản giáo, cũng người thầy khá đặc biệt. Đặc biệt ở đây là cái môi trường giáo dục và cái đối tượng giáo dục. Chấp hành án tại trại là những phạm nhân, khi đấy có nhiều phạm nhân, có nhiều tiền án tiền sự, có tính chất ngon toàn, bướng bỉnh. Nhưng mà đa số phạm nhân khi đến chấp hành án ở trại là có cái tâm tư, cái tâm lý là hoang mang, lo sợ. Nên bởi vậy khi mà chúng tôi tiếp nhận những phạm nhân đó thì chúng tôi phải làm tốt cái công tác nắm bắt cái lý lịch, cái đặc điểm nhân thân, cái hành vi mức độ phạm tội của họ và đặc biệt là cái tư tưởng và cái điều kiện hoàn cảnh gia đình. Để từ đó chúng tôi có những phương pháp, biện pháp giáo dục cụ thể làm giúp cho những phạm nhân nhận thức được cái hành vi sai trái của mình và có hướng để phạm nhân, định hướng cho những phạm nhân phấn đấu, lao động, cải tạo để sớm được sự hưởng sự khoan hồng của Đảng, của Nhà nước. Mỗi phạm nhân là một thân phận, một câu chuyện cuộc đời với những đắng cay thăng trầm cho đến những bi kịch về một thời lầm lỡ. Vì thế, mỗi cán bộ trại giam, ngoài việc là người giáo viên truyền tải kiến thức, kỹ năng sống, còn là những bác sĩ điều trị căn bệnh về tinh thần, về tâm hồn. Những quận dứa vì sự nghiệp trong người mà xin cho phép chúng tôi được gặp một tiếng thân thương là thầy cô. Cũng mong thầy cô đã mang tất cả tâm huyết, làm thương yêu dành cho chúng tôi để giúp chúng tôi kẻ tội thật tốt để sớm trở về với gia đình và hòa nhập cộng đồng thật sớm. So với công tác đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thì công tác của những người thầy ở trại giam không kém phần khó khăn, nguy hiểm và thử thách. Không chỉ trông coi quản lý phạm nhân mà phải tìm hiểu, nắm chắc lý lịch, hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phạm tội để có biện pháp giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân yên tâm cải tạo. Để trả lại một con người công dân lương thiện có ích cho xã hội thì đòi hỏi cán bộ chiến sĩ trại tạm giam không chỉ thực thi chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn mà làm việc phải bằng cả một trái tim, bằng lương tâm, bằng lòng nhân ái và tinh thần đầy nhiệt huyết trong từng mỗi cán bộ chiến sĩ. Trại giam được xem như một môi trường giáo dục lại. Mỗi cán bộ quản giáo là một giáo viên. Chính tình yêu và trách nhiệm với nghề nghiệp cùng với sự trưởng thành của phạm nhân luôn là động lực để họ tiếp tục gắn bó với nghề.